Trà đá. Vâng, ông đó bảo là đi mua trà đá. Mình không biết nhưng mà đi bảo cô là: cô ơi, cho con một cốc trà đá. Thì nó đưa về thôi. Đúng rồi. Thế nhưng mà làm trong đấy, trước đi làm bây giờ có những bạn mà đi cùng con ấy đã về được chưa? Về được rồi. Có những bạc thì ông chủ không cho lên thì cũng để lên. Xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Nay thì anh em lại tiếp tục quay trở lại nhà chị Say các bác, và anh em thấy là đội thợ xây hôm nay vẫn chưa thể đi làm lại được các bác. Mấy hôm vừa rồi thì em Công vừa có những cái công việc riêng, đấy, vừa có công việc cá nhân nên là bị gián đoạn mất mấy hôm, và đội thợ xây cũng hôm vừa rồi là cũng đang đi hoàn thiện một ngôi nhà nữa, và những cái ngôi nhà dở dang thì anh em không vào nên là đội thợ xây cũng hình như là cũng làm thêm được một ngày gì đấy là cũng nghỉ. Đấy, công việc đang hơi gián đoạn một chút. Nay anh em vào thì có mua thêm cho chị Say mấy cân đạm. Xin chào gia đình. Con chào hai chú ạ. Ôi chỗ này. Chỗ này em nọ vữa thừa cho đây à? Chặt mấy cây chuối đổ rồi chị? Vá đâu? Đi cá cổ. Một mình nó đi á? Ôi rồi. Đi cùng bạn của nó. Chú xem nào. Cũng đỡ rồi thôi. Xe rồi đúng nó không? khô rồi thôi. Mấy hôm nay có lấy nước lá tắm không? Có. Chị này, cái này để tưới rau. Sao em ngó thấy chỗ kia mấy có một cái ấy đỗ kia, sao nó chết hết rồi? Đỗ ấy. Nhổ hết à? Này. Tí nữa em bảo cách. Ôi, đã hái ăn rồi à? Ăn thôi. Cái nào lên tốt thì hái thôi. Cái này hái được rồi, nhưng mà cái bên này để tưới đạm đấy nhá. Cái này nó chưa lên thì tưới đạm khoảng tầm một tuần mới ăn được, còn cái này thì chắc là ăn được rồi. Nhổ cây nào to nhổ đi luôn chị ạ. Nhổ ăn luôn. Đây này, hỏi mẹ sao cái luống này chết à? Cái này nó nhổ hết đi chứ. Nó bị úa này. Vàng hết gốc. Nó muộn lên rồi này. Cái này phải tưới đạm mà nó mới lên được. Đây những cái này bà quãi nó thưa hơn nên là nó mọc cao hẳn lên. Cái kia mình quãi dày quá. Nó bị chết à chị? Thế là sao gốc này nó vào? Hả? Ăn hết là vặt luôn à? Thế thì chỗ này làm một luống đi nhá. Để em mua cái rau gì vào trồng cho. Đỗ này thu hoạch được có một ít quả này mà nhổ đi phí. Khìa đâu rồi? Khìa không lên nhỉ? Chưa lên. Khìa. Anh em ở đây không nó tả. Là cáo đi ăn rồi. Mấy chú kia bảo là cáo đi ăn. Cáo đi ăn á? Người ta đang trồng lên thì lại cáo hết đi ăn à? Trồng ít quá. Thôi để lúc nào em mua cho 1-2 cân. Đây các bạn, đây là cái rau dền mà hôm em Công quái. Quái chưa có kỹ thuật nên là nó dày di dày dít. Ôi dưới này có còn nhiều lắm này, những cái cây to này chưa nay nhổ đi mà ăn này. Nhổ từ đằng này nhổ về này. Nhá. Bảo mẹ là những cái cây to này nhổ Bố đi em nhá. Nhà không? Không. Bố lại đi đâu rồi? Không biết, chắc là đi đến nhà kia. Em gọi tí gọi điện cho bố bảo bố về anh nhờ tí nhá. Đi vào xem nhà nào.
Nô thích ở phòng nào? Không biết á. Đi vào đây xem nào. Đấy có ba phòng, thích ở phòng nào? Xây đội thợ lên tường nghiêng hết rồi. Đội thợ hôm thao nghỉ là xây được tới đây nhỉ? Đấy tầm này. À, chắc là anh em lại vào trong quá trình thời gian là anh em không vào được là anh em cũng chắc vào được một ngày, một hai buổi nữa là xây đến gần đến bằng khẩu các bạn. Sáng nay điện nó thao rồi, chắc phải hai hôm nữa vào. Chắc hoàn thiện nốt nhà trên kia. Hoàn thiện. Hôm đó thì thao cũng anh em chuyển vào đây là cũng muốn xây luôn. Tuy nhiên là do là xây, do là một phần do công việc của anh em nữa. Mấy hôm nữa vào là xây làm liên, cho làm liên tục. Cao nhỉ, nhìn cao nhỉ. Được bao nhiêu hàng này? 2, 4, 6, 8, 10. Được 10 hàng rồi, hơn 10 hàng rồi. Này phải xây liên tục anh ạ. Trời sắp mưa, sắp đến giai đoạn mưa nhiều rồi. Đấy, cho thao nó ấy thôi. Nó xây lên là lợp mái thôi mà. Xây lên thì anh cho anh em vào làm mái chắc một ngày. Nè, hôm nay bắt đầu âm u rồi các bác ạ. Không biết là có mưa được hay không. Nó sụt sụt rồi. Đấy. Đấy. Mến gà cái đẻ đi, để đi đẻ rồi, gia đình là có trứng ăn rồi. Bàn này đậy vào. Cũng biết đấy chứ, treo hết các cái ổ này xung quanh chuồng trại là nó biết đường nên nó đẻ. Ui. Con này lúc nào cũng nó căng. Coi như là về bây giờ con bò cái này về là được an dưỡng, chỉ có ăn và ngủ cả ngày thôi. Đấy, cầy nương thì bây giờ là mọi người cũng đã đi làm cái phần đất trồng ngô thì cũng thấy là mọi người làm hết rồi các bạn. Và có lẽ là vụ này là chị say là chưa thể đi làm thuê được vì thời điểm này còn đang làm nhà. Tuy nhiên là chưa đi làm được nhưng mà công việc như thế này là cũng khối lượng công việc này là khá là nhiều rồi. Nó no ấy. Ăn no ấy. Nó căng sợ thật. Ui. Máng cỏ các thứ lúc nào cũng đầy này. Ôi mấy cây kia sập rồi. Tí phải bảo chị sai xử lý lại thôi. Được. Căng đét. Nhưng mà con này. Cặp mẹ con ở kia nhỉ? Con này thấy vú căng lắm. Con này thấy vú căng căng mà hoa lại sưng sưng này. Hay là hớn rồi. Đây đây, đấy, thấy không? Hoa sưng lên này. Vú căng đét này. Mỗi lần quay nó lại chổng mông về. Đều thật ạ. Nó chổng cho xem. Cứ thi thoảng anh em lại vài hôm vào là lại phải ngó một tí các bạn. Ui con nái này bụng căng nhá. Ăn thế chứ. Do là anh em thợ xây bận nữa nên là vào thì cũng không biết là ghi hình để mà cho các bác khán giả xem cái gì. Thôi thì quay những cái con vật nuôi đấy, để xem là chị say là chăm bẵm rồi thì chăn nuôi ra làm sao. Đấy có nhà chị say thì đến khi mà xong nhà cửa thì cái phần chuồng trại này, cái phần các cái con vật nuôi là không phải lo nữa rồi. Đấy, và kinh phí thì của chị say thì bây giờ anh em cố gắng là tập trung làm nhà cho nó ổn đã. Đấy, chắc là khoảng tầm 2-3 năm nữa anh em thợ xây sẽ vào tiến hành xây tiếp thì anh em cũng sẽ lại tiếp tục với công trở lại với công việc các bạn. Thời điểm vừa rồi
em Công có một chút công việc riêng tư nên là nó bị gián đoạn. Và sau đó khi mà vào thì anh em cũng chưa làm thì anh em chưa làm nên là cũng đi ghi hình chia sẻ một số các cái hoàn cảnh. Đấy, như vừa rồi thì các bác cũng xem ở trên video của Hoa Đá Cao Nguyên ấy là có bà cụ neo đơn kia. Đấy, tuy là đấy, có sủa nữa đâu. Bà cụ neo đơn là khi mà anh em ghi hình đấy và báo cho thôn, ngay lập tức là ở thôn của bà cũng rất là nhiều người, rất là nhiệt tình các bạn. Đấy, chỉ có 1-2 hôm vào là đã dựng được một cái nhà tạm cho bà rồi. Đấy, bà thì nói thật sự anh em đi làm kênh thì gặp những cái con người như vậy rất là quý. Những cái người mà biết tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào ai ấy. Mặc dù là bà có tuổi neo đơn, sống một mình, không có một người thân nào để nương tựa nữa, nhưng mà bà vẫn bằng chính cái sức lực và bằng những cái khả năng của mình là bà đã làm rất là tốt. Và hôm đấy là khi mà anh em ăn cơm nhà bà xong, bà còn nuôi được gà để biếu cho anh em. Đây là những cái con gà mái mà hôm vừa rồi em Công mua các bác này, nhìn là rất là bóng mượt mà màu rất là đỏ, đang đi đẻ rồi. Và nhà chị Say vẫn còn một ít gà nữa, có cả gà trống. Nên là bác Hiếu thì có bảo là em Công mua thêm cho một con gà trống đẹp, nhưng bây giờ là gà trống là vẫn còn. Đấy, nên là cái khoản tiền thừa của bác Hiếu thì cũng sẽ phải hỏi lại bác xem là bác sẽ cho vào cái khoản nào, có thể mua được cho gia đình cái gì không. Còn nhà chị Say đợt này thì anh em lại để ô thoáng bên trên cửa các bác, và những cái cửa chính, cửa sổ đấy, và các cái cửa thông phòng thì em Công vẫn để những cái kích cỡ nó rộng hơn một chút, nó gần như nhà của người Kinh ở ngoài các bác đấy, không làm cửa nhỏ như nhà truyền thống của người Mông nữa. Đấy, cửa sổ là để 1m, 4 2 là 8, đúng rồi, tầm 1m, cao 1m 2 1m 4. Đấy, cửa chính cũng để cao hơn, và bên trên cửa thì em Công cũng cho anh em để lỗ thoáng luôn. Và đến thời điểm hiện tại thì đã xây đến gần bằng khẩu rồi. Đấy, anh em bác giáo những cái này chắc là anh em đổ từ ngày hôm kia rồi, cứng hết rồi. Phòng rất là rộng đây. Nếu như cái phòng này thì đã phải rộng chiều này nhỉ? Mình nhà 6 mét. Chiều này à, nguyên cái phòng này đã nó đã rộng hơn cái buồng của vợ chồng lúa em rồi các bạn. Và cái đấy. Đất hôm nọ tưởng là thừa, thế mà san ra bây giờ vẫn là thiếu. Đấy, sau này thì là vẫn phải bảo chị Say là lấy thêm đất đổ vào. Và cái căn phòng này là căn phòng rộng nhất đây các bạn. Cái căn phòng này thì là rộng như một phòng ở ngoài kia rồi, ở một cái nhà cấp 4 tiêu chuẩn rồi, cực kỳ rộng. Đấy, phòng này thì sau này có thể là hai anh em Nô và em nhà em Vàng ngủ đây cũng được nhỉ. Sau này kê cho, sau này xong nhà nhá, chú sẽ làm cho một cái bàn học nhá. Bàn học đấy, cứ bảo là kiểm tra mấy thanh niên này xem là học hành có biết cái gì không mà chưa có thời gian các bạn. Và sau này khi mà nhà cửa xong xuôi đầu đấy thì cũng hy vọng là nhận thêm được những cái khoản hỗ trợ cho các cháu. Còn riêng với em Công thì sau này sẽ hàn cho ba cháu một cái bàn học, có thể là ở cái phòng rộng này, có thể để ở khu vực này. Đấy, một cái bàn dài để mà ba anh em có thể là cùng nhau ngồi học ở một bàn, như một cái bàn học sinh ở trên trường ấy. Thì là các cháu thì sẽ học, và đứa nào gọi em cháu nào biết hơn thì sẽ chỉ bảo cháu kia. Đây, còn đây là một cái phòng đằng sau phòng khách. Đấy, vẫn có tường ngăn, có cửa.
và có cả cửa sổ, thì sau này sau này có thể là ông ngoại của chị Say thì cũng có thể ở đây được rồi. Đại loại là có 3 phòng ngủ thì cái không gian riêng tư, cái sự riêng tư của mọi người là sẽ được nhiều hơn. Đấy. Còn đây là phần bếp. Đang cắt cây, ấm ấm quá. Để đợt tới này mà anh em dồn vào chắc là cũng chỉ sẽ khi mà xây xong lên em Công sẽ lợp mái. Và khi lợp mái xong rồi thì anh em cũng chỉ mất khoảng tầm chục hôm là có thể hoàn thiện xong hết. Đấy, mình còn đang thiếu cát này, thiếu cát sát này, thiếu gạch ốp lát. Thì sau khi anh em vào làm thì em Công anh em sẽ cho tập kết dần. Đấy, cho đủ thì thôi. Khi mà lợp cái mái này rồi thì sẽ có gạch có cát vào cái là anh em là có thể làm liên tục được. Gà đẹp nhỉ. Đây là gà bản địa đây các bác, chân đen. Đấy, sau này là chỉ cần nuôi cái đàn gà này và phát triển lên. Ôi đã pha nước gà. Ông ơi ông vào uống nước. Ông nước không? Ôi chị ngồi đây uống nước. Hình như là chú vào đây bị bọn chó đốt rồi. Chó mà chú uống nước à? Ok ok chú xin. Ông ơi ông ngồi uống nước. Rồi để đấy cho chú, để đấy cho chú. Rồi chú cảm ơn. Cố thời gian nữa ông nhá. Cố thời gian nữa xong là nhà cửa của chị Say nó hòm hòm đi thì anh em cháu đưa ông đi khám nhá. Hoặc là có thể như nào nhỉ, bây giờ đưa đi chỉ sợ mất, nó mất nhiều thời gian. Đưa đi thì anh em cháu đưa đi chắc mất một buổi thôi, nhưng mà ông phải có người đi cùng. Liệu anh Say có đi được cùng không? Nếu mà phải tháo chắc chắn là sẽ mất tầm một tuần. Liệu được không? Được không chị? Sao? Ông bảo là lúc trước à, ông bảo là không là chú bảo luôn thì đi luôn cũng được. À, đi luôn được. Cơ bản là cái anh Say cái anh có đi được cùng không thôi. Vậy này, đó là muốn chú là muốn xin được. Được gì? Thế để cho bố trí vậy. Cho mấy ông nước, uống nước chị ơi. Uống nước rồi. Ui ui phà đặc thế. Phà đặc quá. Bọn nó sắp khỏi đấy chị ạ, chịu khó bôi thuốc rồi nhá. Mà có một bà đã điện lấy địa chỉ của em để mà gửi thuốc cho mẹ con chị đấy. Bà tận trong miền Trung cơ. Gửi thuốc ra để bôi này này. Chị đỡ chưa? Khỏi rồi à? Trung à miền Tây. Miền Trung. Miền Tây. Cũng có miền Tây nữa. Miền Tây tận đâu? Miền Tây tận đâu? Thế đợt cháu đi vào trong kia cháu có đi chơi được nhiều chỗ không? Có được đi chơi không? Không biết đâu, đi nhỏ người ta không cho đi xa. Thì phải có người lớn đi cùng. Các ông dẫn đi làm, các ông có cho đi chơi không? Không, không cho đi chơi đâu, chỉ ở nhà thôi. Đi chơi thì đi ngồi ghế ngoài, sau ghế đá ở ngoài thì đi ngồi ghế đá xong thì vào nhà. Không cho đi xa thì má anh đánh chết thì ông đó không biết. Hỏi lại những cái câu chuyện ngày trước Nô đi làm cũng như một bộ phim ấy nhỉ. Tưởng là
Thì thoảng thứ bảy chủ nhật ông chủ phải cho đi công viên chơi, đi ăn kem, đi ăn kẹo chứ. Nhưng là không được đi. Cô cài đây rồi, Lô dễ nói. Em và chạy đâu mất rồi? Lấy xe đạp đi chơi rồi. À cái đạm kia tí chị mỗi lần chị tưới nhá, chị vốc một nhúp thôi nhá, một nắm này, hòa với nước, hòa ô doa nước, tưới hết một lượt, hết một lượt đấy, hiểu chưa? Ở bao giờ à tên có mất chị đã chó lúc thông dữ. Rồi tí lên này, em lên em bảo. Mẹ biết rồi. Không này chị này không. Mẹ biết rồi. Chưa, mẹ có đã biết dùng đạm bao giờ, đã tưới phân tưới đạm bao giờ chưa? Biết lâu rồi. Ừ. Nhưng mà tưới xong một lượt đạm đấy lại phải tưới một lượt lại thêm một lượt nước mà không dùng đạm nhá. Ừ. Không là nó chết đấy, nó sót nó chết này. Đợt này có liệu họ có đi có thuê cày không? Nương ấy. À. Không, không mưa. Không mưa à? Không mưa thì không đi cày được. Mưa mới cày à? Vâng. Thế bây giờ đi cày một đám nương thì được khoảng bao tiền chị? Một đám kẹp mic vậy. À không phải là cày. Cày thì tính tiền kiểu gì? Vâng, người ta cày nhưng mà mình có bò thì mình dùng bò nhà mình nhé, đi cày thuê người ta ấy. Đi cày thuê thì chắc là cậu say thôi. Cậu say á? Thế chị có biết cày không? Không biết. Bông, hai chữ bông. Bông. Bông rồi, bông như tổng thống. Cái này là cái chữ bông. Biết đúng không? Chị biết, hỏi, chị biết cày cái gì? Đang hỏi đi cày như thế thì được bao nhiêu tiền một lần đi? Không biết được. Và một ký nuôi thì gần là cày một sinh ngô thì được bao tiền? Một cân đấy. Một cân giống kìa. Thì à, tức là cày để người ta trồng được một cân giống là được 150-200 gì? Thế được đấy. Nhưng mà một ngày cày được bằng đấy không? Một ngày cày được mấy cân? Không biết được. Năm mùa cũng nó đó là cũng có là cày được ít thôi. Nó mà to là nó đứt vậy là nó cày được nhiều tí. Mưa mới cày được nhiều cơ. Mưa đất nó mềm hơn đúng không? Có bờ nó bị đỏ cũng nói có bờ nó yếu nó cũng bị đỏ ngày. Vâng lại phụ thuộc vào con bò yếu khỏe nữa. Mà nó cành hơn. Vâng. Nhưng con bò này em thấy khỏe mà. Có bò yếu là lần ngày lại cậy đó. À vâng. Nhưng nếu mà một cân một cân giống mà được 150-200 là được rồi. Một ngày chỉ cần cày bằng thế thôi. Vừa giữ sức cho bò. Đúng không ạ? Vừa giữ sức cho bò mà mình bây giờ là thì mình cái con bò à. Là mình không phải mất tiền gì vào nó nữa rồi. Mình chỉ chăn con trâu con bò chỉ ăn cỏ uống nước nã thôi, cùng lắm là nấu thêm cám nó thôi. À, cứ cày trồng được 1,5 cân là một cân giống là được 150-200. Thế thì mấy hôm nữa mưa là đi được rồi. Hôm nào mà có nương là cứ tranh thủ đi thôi. À, nhà cửa thì mấy hôm nữa đội thợ anh em người ta vào thì cần những cái việc gì làm thì dồn người vào làm 1-2 hôm nhá. Đấy, để cố em lợp cái mái cho anh em nó chát thì tầm cứ đại loại là cứ tầm cố gắng trong phạm vi xong xuôi đâu ở đấy tuốt tuồn tuột hoàn thiện thì tầm 1 tháng nữa là chị chuyển vào nhà ở là được nhá. Đấy, vì làm thì không mình không tính được hết đâu, có những chỗ nó sai sót rồi nó phát sinh, làm nhà thì nó không như những cái khác. Mình không thể tính chi ni hết từng thứ được. Đến đâu làm đấy thôi.
Không uống được à? Không uống được. Trẻ con không nên uống nước chè đâu nhá. Vâng. Ừ. Nước đó là người ta là trà. Trà ở trong miền Nam gọi là trà, đúng không? Người ta gọi là trà đá. Trà đá. Vâng. Trà đá là cho cục đá vào. Vâng. Đi nhặt đá kia cho vào. Vâng. Phải không? Không phải. Thế trà đá như nào? Trà đá là có đá vào đó. Ừ, thế đá ngoài kia thôi. Không phải à. Thế đá gì? Đá là uống được đấy. Là uống được à? Ông này ông còn biết trà đá. Bảo ra ngoài kia nhặt đá mà nó bảo không phải. Biết chứ, ngoài trong kia cũng hay uống trà đá à? Không. Chứ đi làm đi. Không phải, đi làm thì người ông đó bảo là đi mua trong đó uống. Ừ, đi mua trà đá. Vâng. Ông đó bảo là đi mua trà đá. Mình không biết nhưng mà đi bảo cô là: cô ơi, cho con một cốc trà đá. Thì nó đưa về thôi. Đúng rồi. Thế nhưng mà làm trong đấy, trước đi làm bây giờ có những bạn mà đi cùng con ấy đã về được chưa? Về được rồi. Có những bạn thì ông chủ không cho lên thì không được lên. Thế còn ai ở xóm này đi làm mà chưa về được không? Không còn. Còn mà một thằng nhưng mà nó không chịu về thôi. Vẫn làm để kiếm tiền. Vâng, nó không chịu về. Thế những nó cái tiền nó sợ là về thì bố không cho chơi game nữa. Thế cháu biết chơi game không? Không. Thế bây giờ đi học đã biết cái gì chưa? Đã biết lại chưa? Biết nhiều, biết không được nhiều như lúc đang học đâu. Đúng rồi, nó bị gián đoạn thì làm sao nó biết được nhiều. Thế em vá có được học sinh giỏi không? Vá người của tao cả hình. Vá thì cả hình. Và em vá học giỏi. Cho chú mượn vợ của ba đứa xem nào, xem đứa nào viết chữ đẹp nào. Con thì chữ xấu như con kiến. Chữ xấu như con kiến à? Hôm thứ bảy chủ nhật phải mang về chứ. Vá lượn. Có mang về đúng không? Sách giáo khoa mới để ở lớp thôi. Sách bài tập các thứ phải mang về để làm mà. Đấy là chữ của ai? Mang chú kiểm tra xem nào. Phải cho chúng nó đi học đều nhé chị nhá. Đi học thì sau này mới cuộc sống mới đỡ khổ. Đấy, bây giờ nhà mấy hôm nữa là nhà cửa có rồi. Cô bảo là em vá học là tới thì tới lớp 5 thì cô đưa em vá đi học là Yên Minh. Tức là vá học được học giỏi đúng không? Ôi chữ đẹp lắm. Chữ nó đẹp thế này cơ mà. Bài viết tương đối tốt, lưu ý cách trình bày. Ô đây thầy, nó chả viết tốt. Sao này? Ở đây lại là Mua Thị Xuân. Tên ở ngoài là Xuân à? Không biết. Là Vá. Đây có phải tên Vá đâu. Chắc Vá cần vở của ai thôi. Đâu, mang vở của Phá đây chú xem nào. Sao chữ bạn này đẹp thế này cơ mà. Thế vở của Phá đâu? Đây là của con ấy. Ôi thanh niên này. Thanh niên này chữ xấu quá. Cô bảo là làm đi đưa cho cô thi ấy. Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng mạng xã hội. Thế đâu, lấy vở của Vá đây. Chú xem nào, sao này quyển vở lại xé bìa đi này. Vở này chắc vở nháp à, sao lại viết từ giữa viết ra. Đó là mỹ thuật đấy. Thế đâu, mang tiếp vở của Vá đây nào. Hôm nay đi cháu cho ông cắt tóc nhá. Cắt cái tóc đi. Nhìn tốt quá rồi. Nhưng thêm một chiếc kia.
Vá là lớp mấy? Lớp 4 à? Lớp 4 à. Ủa đâu? Ừ, vá lên tớ ở... Tớ vá chỉ cao mỗi lần rồi vá cái cỏ ở bên ấy. Đâu mang đây chú xem nào. Đây là viết hết rồi. Cũng được. Cứ đưa đây chú kiểm tra chữ. Viết hết rồi cũng được mà. Ơi ông chồng. Đây mới là của vá. Còn đây là của ai ấy. Chữ của vá cũng tương đối. Tuy nhiên là chưa được đẹp cho lắm. Chữ tròn quá. Lúc à, con đã học lớp 5 thì con viết chữ đẹp nhất lớp. Ừ. Đi học ở đó thì viết nhanh lá, cô đọc nhanh thì viết chữ xấu rồi. Ừ. Mình phải tự rèn luyện chứ. Đây chữ của vá cũng tương đối được. Gọi là đẹp hẳn cũng chưa đẹp, nhưng mà như thế này là viết là cũng gọn gàng mà dễ đọc rồi, không như chữ của nô nhá, nô phải phải tập viết lại cho nó đẹp nhá. À. Muốn sau này không khổ ấy nhá thì phải chịu khó học. Học thì mới có thể là thoát nghèo được, hiểu chưa? Không như mình ngày trước là mình không chịu học là mình phải đi làm thuê đấy, đúng không? Vâng. Bây giờ phải học đi cho hiểu biết đã nhá. Và bà mẹ nữa là trường hợp mà ốm đau các thứ, ví dụ như các cháu ốm thì mới nghỉ nhá, còn vâng. Không phải là có mấy công việc linh tinh ở nhà lại nghỉ đâu nhá. Vâng. Bây giờ làm nhà là cháu không phải nghỉ đâu nhá, không được phép nghỉ, nhớ chưa? Vâng. Ừ. Ngày nào đi nhưng mà mưa thì sợ đường. Đường nó không đi được. Ừ, mưa thì nhờ cậu say. Cũng sợ nữa. Đấy cái đoạn đường từ từ chỗ thôn Ngàm Sọc này xuống xuống Mậu Duệ, nếu mà mưa thì cực kỳ là khó đi các bác, vì là bây giờ nó đang nằm đường mà đây thì toàn là đất thôi. Đất, bụi đất mà khi nó mưa vào thì nó rất là trơn. Mà đi xe thì nó sẽ bị dính vào lốp. Đấy, nên là các cháu đi học ở đây khá vất vả. Nếu mà mưa là chỉ chắc là vá mới vá đi học là vẫn tiện hơn đúng không? Đi có một đoạn thôi. Còn lô thì đi phải xuống tận Mậu Duệ. Đấy, tuy nhiên là đến ngày hôm nay khi mà hỗ trợ gia đình được một thời gian khá là dài rồi thì hôm nay mới có dịp để ngồi nói chuyện về vấn đề học của các cháu các bạn. Những lần trước thì chủ yếu là vào động viên là cho các cháu đi học rồi mua những cái thứ như xe đạp và hỗ trợ về mua lương thực thực phẩm cho gia đình để mà gia đình có cái đồ ăn thức uống và để cho các cháu là không phải nghỉ học thôi. Nhưng mà hôm nay mới gọi là kiểm tra một chút về sách vở của các con các cháu thì thấy là cháu Và ấy, cái cháu gái này là rất là nhanh nhẹn và xinh gái đấy, mặt mũi sáng sủa và đi học thì cũng cái lực học thì nghe gia đình nói là Vá là có lực học rất là tốt. Và như vừa xong cháu Nô có nói là cô giáo muốn là học Vá học hết lớp 5 thì là cô muốn đưa cho Vá ra ngoài Yên Minh học. Đấy mà một cái tín hiệu anh em rất là mừng. Đây, vở của Vá này. Chữ thì chưa đẹp lắm nhưng mà cũng dễ đọc. Nói chung là không loằng ngoằng như đồng chí Nô. Đồng chí Nô là viết là hơi xấu, hơi ẩu đây. Chữ nhỏ quá. Chữ rất là xấu nha. Phải luyện lại chữ nhá. Mấy hôm nữa nhà cửa xong có bàn học là tối đến tối nào anh em cũng phải học nhá, không được đi chơi nhá, không được là theo các bạn ở đây là bỏ đi chơi xong là đi xuống suối đi bắt cá các thứ nhá. Vâng. Ừ.
các con phải chịu khó học thì sau này các con mới cuộc sống nó mới tốt được, hiểu chưa? Có thể là ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật thì đi đỡ mẹ cắt cỏ. Thứ bảy thì không được nghỉ, thì chủ nhật mới được. À, con học cả thứ bảy. Vâng. Ừ. Đấy. Những cái việc gì mà làm được thì hộ. Đấy, ví dụ đi cắt cỏ thì nhưng mà buổi tối phải chăm chỉ học. Đi nhá. Cắt cỏ thì buổi sáng là không đi, cống đi. Còn Thanh Liên và này thì vẫn còn nũng mẹ lắm nhỉ, đúng là dài út. Đúng. Đấy, các cháu thì rất là nhiều video các bác cũng thấy rồi. Đấy, các cháu thì rất là dù là người dân tộc Mông thôi nhưng đến bây giờ là khi mà anh em vào chỉ bảo cho rất là nhiều, nên bây giờ là nguyên cái câu chào hỏi thấy các chú vào, các chú các anh vào là ngay lập tức biết chào luôn. Và hy vọng là từ những cái sự trợ giúp này các cháu sẽ ngày một tiến bộ hơn, và mong là anh em có những cái định hướng từ sớm này thì các cháu sẽ có cái ý thức để mà học tập. Đấy. Nói chung là cái gì cái có kiến thức thì mới có thể thay đổi được cuộc sống. Và nhà chị Say này thì chắc cố gắng trong phạm vi đâu đó khoảng tầm một tháng nữa là cho hoàn thiện đầy đủ để mẹ con có thể chuyển về một ngôi nhà mới. Khi có nhà rồi thì cái cuộc sống nó đi vào ổn định các bạn, và mọi thứ nó đi vào quỹ đạo rồi thì các cháu sẽ ổn định hơn. Đấy, cũng mong là qua những cái sự trợ giúp của các mạnh thường quân thì các cháu có thêm được những cái kinh phí để sắm sửa những cái đồ dùng dụng cụ cho ví dụ như quần áo cho bản thân này, rồi thì những cái là phục vụ cho học tập. Đấy, còn cuộc sống thì đến thời điểm hiện tại thì chị Say có được cũng đã có được rất là nhiều thứ rồi, ví dụ như bò, dê, gà, đấy là những con vật nuôi để mà có thể phát triển kinh tế. Còn tiềm năng của chị thì em công nghĩ là chị Say sẽ là một người đấy, các ba thấy đấy, là một người sẽ có cái sự phấn đấu, có cái sự cố gắng thì cuộc sống nó sẽ dần dần nó sẽ được thay đổi hơn rất là nhiều. Đấy, vì hôm nay thì đúng là vào đây thì cái công việc xây xiếc thì nó đây cầm cất này, nó không hôm nay anh em thợ nghỉ nên là em công cũng không biết ghi hình gì, tôi chỉ ngồi vào là ngồi vào thăm gia đình và tâm sự một chút với lại các cháu và gia đình thôi. Và có lẽ là video này cũng xin được kết thúc tại đây các bạn, và xin hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị và mọi người ở những video lần sau. Hy vọng là những video của em công em Đức mang lại cái sự giá trị cho tất cả mọi người, mang làm được những cái việc ý nghĩa. Mong cô bác xem và ủng hộ thật nhiều trong kênh để kênh ngày càng phát triển. Còn bây giờ thì xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ạ. Xin chào.